Khoan nữa chị hỏi. Em biết mình có tát chưa nè, tát tên người chưa nè. Chào mấy khách nha, chào mọi người nha, chia sẻ ơi, chúng tờ tiền đúng rồi. Hôm nay chia sẻ tặng cái gì đây, quên mất tiêu. Hôm nay chia sẻ tặng cái gì đây, hôm nay chia sẻ nhiều nhất là tặng quà nha mấy chị. Để em coi tặng cái gì nha, quên cái vụ chia sẻ tặng quà nữa nè. Chào Lạc Thi nha. Rồi hôm nay ai chia sẻ nhiều nhất em tặng cái áo này nha mọi người. Hôm nay ai chia sẻ nhiều nhất, lộn, ai chia sẻ nhiều nhất với đón số là em tặng cái áo này luôn nha. Đón số, bấm số liên tục. Ê có tiền không, cho mượn tiền nha. Tiền, để xe. Bấm hai số đi mấy chị. Bấm hai số liên tục nha, với chia sẻ 5 nhóm, 10 nhóm gì đó. Tặng cái áo len. Em hôm nay em bán đồ len, đầm len nha. Hôm nay bán đầm len. Áo len này có khoảng 52kg trở xuống, mặt đẹp nè. Chào chị Ngô Trang. Bấm số liên tục đi. Tiêu Linh Trúc bấm số đi, Tiêu Linh Trúc bấm số, kia khách quen bấm số đi. Chân váy hả? Không có chân váy chị ơi. Không có chân váy, có đầm suông không à? Đầm suông không rộng hoặc là form body như em đang mặc nè. Bấm liên tục đi mọi người, cho mượn tờ tiền. Tờ tiền đâu ra? Linh lên lấy tờ tiền mượn Linh. Chào chị Mai Trinh. Hôm nay bấm đề bán đầm len không suông nhiều lắm, tận 100-200 gì đó. Bấm hai số liên tục đi mấy chế ơi, tặng cáo len. Để coi số mấy. Rồi ok. Trúng số, bấm hai con số, hai chữ số cuối cùng. Chào chị Hằng Phương nha. Hôm nay em xả đầu like đây, một tí nữa em xả đầu like mấy cái đầm này ha. Mấy chị hôm bữa đặt một đống luôn. Bây giờ hàng bơm về em muốn gần chết. Nè quá trời bơm luôn ha. Cái áo này áo len nha, áo tặng nha mọi người ha. Giờ chị cảm ơn Hiếu Huỳnh nha ha. Chào chị Hòa Huỳnh nè, chia sẻ hôm nay em tặng cái áo này nha, chia sẻ với bấm hai con số nha. Chị Mai Trinh hả? 79 9739 hả? 9739 chưa nha chị, 9739 chưa. Bấm liên tục đi, chừng nào có người trúng thì bấm liên tục đi, chừng nào có người trúng thì em thông báo liền nha. Tặng cái áo này, cái áo này có khoảng 50 mấy ký thôi mấy chị. Cái áo này là form body nha, có khoảng 52 ký trở xuống thôi. Cao nữa là bằng không đẹp đâu, 52 thôi. Bằng len nha mấy chế. Dễ thương lắm, màu sáng. Mọi người cứ bấm số liên tục đi nha, chừng nào có lên thông báo thì em... Trời có người gần trúng rồi, mới vô chưa được 5 phút chứ có người gần trúng một kỳ nữa. Lỗ chết luôn rồi. Hai số thôi mọi người ơi, hai số thôi, bấm hai chữ số thôi. Bấm hai chữ số thôi. Chào Thùy Linh nha, tặng nha, áo này áo tặng nha. Tặng mấy chế nhớ mua cái gì chung đơn đi, đặng em đi đơn luôn nha. Hôm nay bán đầm len. Rẻ thôi, để suy nghĩ cái giá bán thôi. Trúng cái này xong rồi em chuyển sang em bán áo bơ đầu lai ha. Mặc không vừa khỏi bấm số nha. Bấm cho vui chị Mai Trinh. Áo tặng mà về mình tặng lại mấy chị làm chung cơ quan. Áo tặng mà mấy mọi người. Chào Linh Trúc, chào Hiếu Huỳnh nè. Mọi người bấm cho vui mọi người, chào anh Nguyễn nha. Mặc không vừa khỏi bấm ha. Rồi bấm cho vui chị Hằng Phương ơi. Chào chị Yên Phương nha. Đầm chị mặc đẹp quá thì Linh hả? Rồi bán luôn. Đầm đồng giá 89k, lát tí có người trúng đi. Để em coi số. Em nói chuyện lát em quên coi số, mất công mấy chị lỗ nữa. Chào anh Nguyễn nha. Đầm em mặc ở khoảng 52. Áo quấn cái này là đầm chị, cái này là đầm form body nha. Nhưng mặc cỡ form nó nhỏ thôi. Cái đầm này là cỡ khoảng 50kg trở xuống thôi nha. 50kg trở xuống mới mặc vừa. Ai mà 41, 42kg là bận bao đẹp. Cái đầm của em ha. Để em vừa nhìn số, để em mất công hút số của mấy chị. Rồi có chế gần trúng rồi nha. Có chế gần trúng rồi. Bấm liên tục giùm em đi. Áo tặng mà, về cho ai cũng được. Chào bạn Toán Lê nè. Bạn Toán Lê là khách mới nè.
chưa thấy có người nha, có người gần gần thôi. Chào anh Nguyễn nha, chào chị Diễm My. Trời ơi, ông Chí cũng con chen bấm. Nhớ bấm mà phải chia sẻ nha mấy chị, bấm mà không chia sẻ. Chào bạn Mai Mai nha, Mai Neo chứ. Bấm mà chia sẻ rồi, tí nữa em bán tiếp mấy cái áo này. Trời ơi, mấy cái áo bị bơm này em sale lỗ luôn. Bơm nhiều lắm mấy chị ơi, hàng bơm gì kinh khủng luôn. Chào chị Lụa nha, chào Linh Trúc nè. Chưa có thấy số. Chị Ngọc coi số phụ em chị, để sót. Không nào. Nè, coi số phụ đi, để sót. Chào anh Nguyễn, chào Neo Neo, Mai Neo. Trời ơi, hàng bơm liên tục, lúc nào cũng là bơm và bơm. Bấm liên tục đi mấy chị ơi, bấm liên tục đi mấy chị. Số nhỏ thôi, số nhỏ nha, số nhỏ, nói chung là số nhỏ chứ nó bự đâu. Số nhỏ. Mà nhớ là hàng tặng là phải mua giùm em kèm cái gì chứ em không có ship cái hàng tặng không nha. Em ship cái hàng tặng không có đồ luôn nha mấy chị. Hàng tặng mà nhiều khi cũng bị bơm luôn á, kinh khủng vậy đó, hàng tặng mà bị bơm. Đây nè chị Lê Hằng nè, Lê Hằng mua cái gì đây? Mua một cái cặp chân váy gì quá trời đẹp nè, mà giờ bơm hàng. Đậu Hà My nè, đậu Hà My số điện thoại luôn nè ha. Số nhỏ thôi mấy chị, bấm số nhỏ thôi. Số nhỏ thôi nha, số nhỏ số có lớn đâu. Đậu Hà My đây nè, một cái đầm ren đó nè. Trời ơi, một cái đầm ren rất là đẹp ha. Một lát em sale luôn nha mấy chị, một lát sale luôn nha. Bơm. Bơm và bơm. Hàng bơm thôi. Khách nhân ắt đứt gì đâu á. Chị Lụa, chị Mai Trinh bấm quyết liệt đi mấy chị ơi. Số nhỏ thôi nha Minh Trí, số nhỏ thôi nha. Số nhỏ thôi nha. Trời đất ơi, trùng hợp cái ghê không. Số nhỏ thôi mấy chị, số nhỏ thôi, số nhỏ thôi. Trời ơi, còn có một bộ đồ bộ này cũng ráng bơm về cho em nữa nè. Hiếu Huỳnh chưa trúng nha. Trời ơi, còn em thấy người trúng rồi nè mấy chị ơi, chị Mai Trinh nha. Chị Mai Trinh nha, em thấy nè, số 18 nha. Thấy bình luận của chị Mai Trinh đây, để em ghim. Rồi nha, em thấy bình luận của chị Mai Trinh nha, 18 nha. Đây, em dò khúc trên không thấy ai có 18 hết nha. Trả tiền. Đưa cho dơ cho nó to. Dơ rồi, em dơ lên rồi. Em dơ lên nè. Tính mạng chậm á. Gắn thẻ chị Mai Trinh vô. Trời, ghim luôn rồi. Em ghim bài chị Mai Trinh luôn rồi nha mọi người. Bây giờ bắt đầu bán đồ nha. Chị Mai Trinh trúng cái áo này rồi. Cái áo đâu nè chị, ghi tặng. Tặng chị Mai Trinh là chị phải. Chị Mai Trinh phải ghi. Chị Mai Trinh phải. Phải mua cho em chục cái. Có người trúng rồi, em thấy chị Mai Trinh trúng rồi nha. Nhớ chia sẻ cho chị Mai Trinh. Trúng rồi, trúng mà phải chia sẻ nha. Không chia sẻ là hủy cái thỏa nha. Ở Củ Chi, Hồ Chí Minh nha bạn Hoa Nắng. Rồi bây giờ bắt đầu bán áo bơm nha. Bắt đầu bán áo bơm. Áo bơm. Chào Lâm Kim Anh nha ha. Rồi áo hoa hồng nha. Áo hoa hồng bơm 39k. Ai lấy thì comment giùm em. Đen hồng, đen hoa hồng, đen hoa hồng. Cái đen này rất là co giãn nè. Cái đen này cỡ khoảng 55kg bận cũng vừa luôn nha. 39k. Đen 39k. Ai có mạng chậm thì thoát ra vô lại nha. 39k đen. Hiếu Huỳnh ăn ủi. Đúng rồi, Hiếu Huỳnh bấm liên tục luôn mà ăn ủi cả. Rồi cảm ơn chị Mai Trinh chia sẻ nha. Nhớ chia sẻ nhiều nhóm giúp em nha. Đen 39k nha. Rồi tiếp tục nhũ 39k. Tất cả hàng này là hàng bơm nè, bán lỗ chơi luôn. Nhũ 39k nha mấy chị. Nhũ vàng nha. Nhũ có hai loại nha, nhũ vàng với nhũ sọc nha. Đầm chi mặt hả? Đầm chi mặt hả? Rồi tí lai đầm liền. Lai qua mấy cái áo bơm là chị lai đầm liền nha chị Linh. Nhũ sọc nha. Nhũ sọc 39k luôn nha. Nhũ sọc 39k ha. Lấy thì comment giùm em. Mấy cái len này dễ mặc lắm mấy chị ơi. Cỡ khoảng hôm tặng người 50 mấy ký là bận được hết nha. Áo đang mặc là áo đang mặc là đầm nha. Cúng cúng đầm có bán luôn. Một lát bán đầm đồng giá luôn nha. Đầm đồng giá 89k thôi. Đầm len tất cả phom rộng phom gì từ 40kg cho tới 70kg có luôn nha. Mờ thoát ra vô lại. Mờ thoát ra vô lại giúp cho em đi chị. Ai mờ thoát ra vô lại giúp cho em đi. 39k nha. Nãy giờ em bán 39k nha. Tiếp tục một cái hồng nè. 39k luôn ha. Sọc 39 cho Phương Chanh nè chị.
chanh hay là quay? Chanh công ty á. Sọc 39 là tiếp tục là hồng 39 nha. Hồng 39 luôn. Hồng này là củ lọ nè, form này là có khoảng 55kg nè. 39. Còn ai có ai đang xem thì cho xin chấm đi. Nhũ, nhũ vàng hết rồi Mỹ Kiều ơi. Còn nhũ vàng, nhũ vàng á, Mỹ Kiều bấm nhũ vàng. Mỹ Kiều, Mỹ Kiều cho số điện thoại đi nha Mỹ Kiều. Xách mới cho em số điện thoại nha. Rồi áo này luôn. Lỗ 39 luôn. Đầm len nha Dũng My ơi. Đầm chị mặc là tất cả đầm len hết. Hôm nay bán đầm len nha. Đầm len đồng giá 89k nha. Form to có, form nhỏ có. Tiếp tục cái này màu kem nha. 39k cái này là form to nè. Cái này có khoảng 60kg bằng cũng được thôi. 60kg. 60kg bằng cũng được luôn nha ha. Thùy Nguyễn hả? Mấy cháu ơi đứng thoát ra vô lại giúp cho em ơi. Mạng nó bị cái gì hay sao á. Có ai có mờ như có đứng gì đó thoát ra vô lại giúp cho em nha. Rồi xin chấm chấm đi mấy chế comment nhiều nhiều cho nó đừng có bị ẩn nha. Hồng 39 cho Thúy Phạm nè. Thúy Phạm cho anh xin lại số điện thoại với địa chỉ khách mới á. Khách mới, khách cũ gì cho anh xin số điện thoại hết. Mỗi like là có mỗi người chốt, nhân viên chốt khác nhau chị. Chị có cái tên cũ gạch bỏ để nó công nữa rồi. Cái này của Thúy Phạm chị. Rồi tiếp tục nha, một cái kem 39 nha. Body len đúng rồi, body len nha. Body len chị đang mặc là body len nha Nguyễn Huyền. Rồi thấy số điện thoại của bạn Mỹ Kiều nè. Rồi thấy số điện thoại Mỹ Kiều nha. Đây cũng 39 nha. Dạ 39, chào Hoàng Liên Hồng nha. Rồi tiếp tục cái này là 60kg bằng đẹp nha. Ai lấy thì comment giùm em mã 60 luôn đi. 39k, 39k mã 60 luôn. Cái áo này hôm bữa có người dặn rồi, bơm rồi cũng có người dặn nữa nè. Đầm của em mặc là đầm body nha mấy chị, tại em ngồi nên nó bị giật lên á. Tất cả là len nha, bằng Việt Tiến Nguyễn ha. Mờ quá hóa ca vô lại nhất nha. Dạ đúng rồi chị Mai Trinh ơi, ở trong em đang mưa nè. Rồi 39k áo dây nha, 39k chất len nha mọi người ha. Comment giùm em 39 đi, hồng đi. Cái này là hồng dây, comment rõ giùm em là hồng dây nha. Mọi người ơi, thoát like ra vô lại giúp cho em đi. Tất cả là len nha mọi người. Hồng dây nha, thấy số điện thoại của bạn Thúy Phạm nè. Hồng dây 39k. Có cái tên cũ nhớ bỏ giùm em anh chị, để em lộn. Rồi Mỹ Kiều một cái kem 39k nè. Mỹ Kiều có đơn. Thất bọc rồi ta. Hoàng Liên Hồng. Bọn em nói chuyện nhiều lắm hả mấy chị? Em nói chuyện nhiều lắm hả? Mấy chị nói em vậy à? Mỹ Kiều. À chị, Mỹ Kiều 39k. Say nắng hồng da Thân Huỳnh nè. Thân Huỳnh 39k nè. Thân Huỳnh ơi, cho liền số điện thoại với địa chỉ nha. Thân Huỳnh, bỏ cái tên này giùm em đi chị. Thân Huỳnh nha. Thân Huỳnh cho liền số điện thoại với địa chỉ nha. Bộ đồ bộ nè, còn có một bộ luôn nha. Còn có một bộ bơm về sale 45k luôn nha. Thấy nha Thùy Kính ơi, thấy Thùy Kính ơi 45k. Ai lấy bộ 45k comment giùm em bộ 45 nha. Cái đó hồng, hồng dây hết không chị? Bộ 45 nha, bộ 45. Cái gì Hân Huỳnh chưa có thấy số điện thoại. Hân Huỳnh không có số điện thoại thì mình chốt cho người khác nha. Chị Trịnh Thị Phương cũng có hồng nữa đó. Chào bạn Nga, Nguyễn Thanh Nga. Dạ em thấy chị nha chị. Rồi thấy số điện thoại của bạn Hân Huỳnh nè. Mua làm ơn đơn cho em 100k đặng em đi nha mấy chị. Đơn cho em 100k đặng đi hàng nha. Bán mấy cái áo này cứ bơm tới bơm lui hoài luôn nè. Rồi áo này sale luôn nha. Sale luôn 59k. 59 nha. Dạ đúng rồi chị Thịnh Thảo ơi, bổ thun nha. Bổ thun nha chị. Mấy chị nào đã mua bổ thun này, hôm nay sale còn một bộ bị bơm về bán 55k luôn nha. Bộ cho Phương Lan nè. Rồi thấy ra Phương Lan nha. Phương Lan là bạn của em. Phương Lan bạn của em. Rồi bỏ cái tên giùm em nha. 45.000. Rồi bộ chốt cho Phương Lan nha. Rồi áo 59k. Sale còn 55 luôn. Áo này không em? 45. Hồng dây hết rồi chị Thị Phương ơi. Đợi chị chút xíu nha. Em lên đầm, đợi em chút xíu đi mấy chế. Rồi, áo hồng này ai lấy thì comment giùm em là mã 55 đi, mã 55, hồng 55 nha. Đầm đen sau lưng này hả, 60kg bận cũng được luôn nha chị. 60kg bận cũng được luôn nha. Cái đầm đen sau lưng á.
Rồi nha, ai lấy cái này hồng 55 comment giùm em mã hồng 55, 55k luôn. Cái này rất là đẹp nhưng mà phơm cỡ 50 52kg thôi nha. 55, hồng 55. Rồi em chuyển sang em bán áo, em chuyển sang em bán liền bây giờ nè. Rồi hai bác lại em bán đầm của em nha mấy chị. Ai chia sẻ nhiều là giữa like em tặng nữa nha. Dạ đúng rồi chị Thùy Nguyễn ơi, hôm nay đầm đồ len không mà chị ơi. Không có mẫu gì hết trơn. Hôm nay em về len thôi nha. Ơ còn cái này của bạn Ngô Phương nè, nhắn tin điện thoại không trả lời nè, xả luôn nè. Đâu người ta Ngô Phương đâu. Đây. Còn một cục này nữa nha, điện thoại không trả lời nè. Hồng dây hả? Hồng dây có người chốt rồi say nắng thôi. Dạ. Quá khứ hả? Quá khứ quên hả? Quá khứ quên là 89k. Dạ cảm ơn nha, là hàng Liên Hồng. Rồi Tán Lê 55 nè chị. Tán Lê 55 thấy số điện thoại, thấy số điện thoại Tán Lê nha. 55k luôn. Rồi em có màu đen đó nè, đen 55 nha, đen 55. Đen 55 luôn nha. Không nó nhỏ bận đẹp lắm, ai nhỏ con thì bận nha. Trời ơi cái này là một cái lem cực kỳ đẹp luôn nha ha. Màu ngoài là màu nâu nha. Màu nâu nó ở phía trước nó có lỗ lỗ. Nó làm lỗ lỗ nhìn giống như rách vậy mấy chị, nhưng mà không phải rách đâu nha ha. Rồi 49k, ai lấy cái áo này thì comment giùm em là nâu 49 đi nha. Áo chị mặc bao nhiêu? Áo chị mặc 89k, cái này là đầm em ơi. Cái này là đầm body nha, đầm body tới đùi nha. Tới đùi nha Quỳnh Như Nguyễn. Rồi ai lấy cái này thì comment giùm em là nâu đi. Nâu 49 nha. 49.000. Cái này là cái gì đây tờ? Cái cột hàng bơm nè. Trời ơi đây là một cái đầm len nha, đầm len bơm nha mấy chị. Màu đen ha. Cái đầm này là cỡ khoảng 50. Ai mà thích body á thì cỡ khoảng 58kg thì bận thành body. 58-60kg chỗ. Cái đầm này 60kg bận cũng được luôn ha. Ai lấy thì comment giùm em là mã 60 đi, sale cho mấy chị cái đầm này luôn ha. 60k luôn, 60k mã 60 luôn nha. Phương Tranh nó nói ok nó. Rồi ok nha Phương Tranh ơi. Đầm này 60k luôn nha. Lại bị bơm về. Đầm này hôm bữa bán 89k nha mấy chị. Cục hàng bơm bán lỗ 60k luôn. Rất là đẹp. Len này là phông to nha. Cái đầm len này phông to nha. 50. Chào Ngân Nguyễn nha. Lâu quá không gặp Ngân Nguyễn. Chào Quỳnh Đặng nha. Mọi người mới vô chia sẻ đằng em tặng áo đồ. Còn xong rồi đó mấy chị ơi. Tiếp tục bây giờ sẽ bán bây giờ sẽ bán đầm. Đây bán đầm của em 60 Quỳnh Như Lê. Rồi 60 Quỳnh Như Lê nè. Phom này là phom to, cho số điện thoại luôn nha Quỳnh Như Lê ơi. Cái đầm đó phom to. Rồi cái đầm của em đang mặc chỉ có một cái duy nhất thôi ha. Rồi ai lấy đầm em đang mặc thì comment giùm em là mã 1 nha. Mã 1 89k. Chị cho em cái ghi đồng giá 49 ha. Rồi mã 1 89k. Cái này là cỡ khoảng 50kg trở lại thôi nha mấy chị. 50kg trở lại thôi nha. Có xẻ bên đây nè, có xẻ xẻ bên đùi nha. Đầm này có xẻ đùi. Đồng giá luôn hả? Đồng giá 89k. Tất cả đầm đồng giá 89k không. Thấy số điện thoại của Quỳnh Như Nguyễn. Quỳnh Như Nguyễn ơi mua giùm hai cái hoặc là đơn cho 100k mới đi nha. Rồi ai lấy thì comment giùm em mã 1 nha. Đẹp lắm mấy chị. Ngoài chứ con bướm là đính kim sa nha. Đính kim sa. Ai mà có eo xí bận sẽ đẹp hơn. Cái này thắt sợi dây nịt vô cũng được, mà không thắt cũng được nha. Chào Minh Phong Phạm nha. Dạ chào Hoa Phù Dung. Chào Hoa Phù Dung. Rồi ai lấy cái đầm của em comment giùm em mã 1 nha. Ai lấy thì có thể em thay mẫu mới cho mấy chị. Mã 1 nha. Tùy cái có một kiểu hoặc là cái có 2-3 kiểu nha mấy chị, không có biết trước được nha. Mã số 1. Đây còn cái này là phông rộng, cái này không có rộng đâu. Ô cái này mặc cũng đẹp nè. Chị nó lên tới phông 1 chưa? Chưa, trong đây là đang mấy của chị là lên rồi đó. Mấy kia hả? Em chia sẻ rồi hả? Em chia sẻ một tí nữa có quà tặng sau nha. Từ từ em like tới nha mấy chị. Rồi nha, cái đằng sau canh cũng vậy luôn. Cái đằng sau canh là form từ 50 cho tới 62-65kg thì bạn cũng được hết trơn nha. Mã 1 cho bạn Lo Nguyễn Tiết nè. Ok nha, Lo Nguyễn Thị Tiết nha. Mã 1.
chỉ có một cái thôi, để em thay ra, em thay mẫu cho. À, ai lấy cái này thì bấm cái này đi. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là mã 2 nha ha. Mã 2 nha, ai lấy cái này comment giùm em mã 2 đi. Mã 2. Mã này là cỡ form này là cỡ khoảng form này cỡ khoảng 54-55 kg trở lại nha. Cái mã 2 này comment giùm em mã 2 nha. Có size to nha Nguyễn Phạm Thanh Thảo, rất là nhiều size to luôn nha chị. Rất là nhiều size to luôn nha em. Nó có size tới 70 kg luôn á. Cao 1m6 nha Lê Nhã Phương. Nhã Phương. Rồi ai lấy cái này comment giùm em mã 2 nha. Ở trước là đính kim sa. Len nha mọi người. Len chứ không phải thun luôn nha ha. Mà trước là nó kết kim sa vô mã số 2 nha. Form này là tới 55-56 kg á. Thích ôm body chút xíu nữa thì em lấy thì lên 57 kg cũng được nha. Hết rồi thì Linh ơi. Ngân Nguyễn lên áo len hả? Hôm nay chị lai đầm Ngân Nguyễn. Trời ơi em cười nãy giờ muốn chết luôn Hoàng Liên. Rồi ai lấy cái này comment cho em mã 2 nha. Con Linh nó hỏi có cái nào giống chị không? Hết rồi Linh ơi. Đoán xem Quỳnh nha. Như chào chị Niệm Lam nha, Quỳnh Như Nguyên hả? Rồi cảm ơn mọi người đã chia sẻ bài nha. Rồi mã này tiếp tục mã số 3 nè. Mã số 3 nha là con chuột Mickey, nó cũng đính kim sa luôn nha mấy chế. Nó đính nha, nhút lên nhút xuống được nha ha. Mã 3 rồi. Mã 2, mã 3. Hai cái form này là cỡ khoảng 56 kg trở xuống mặt đẹp, 56-57 kg trở xuống mặt đẹp. Thích ôm á, thì bận ôm là nhít lên cũng được nha. Mã 2, mã 3. Rồi để em thay cho, em thay cái đầm của em cho. Cho coi cái đầm canh mặt đó rồi em bận liền luôn rồi chị. Rồi để em lấy cái đầm của canh mặt nha. Rồi em tí nữa. Inbox chị đang mặc có size size 65 có nha chị Nguyễn Thị Bé Hai. Đợi tí em thay cái đầm canh nha. Cái đầm này của ai đó? Một loài Nguyễn Thị Tiết. Nguyễn Thị Tiết con. Trời. Nhúng. Ừ, nó kẹp. Mẹ kẹp tới đâu. Mấy chị ơi đợi bắt lớn nhặn tí nha. Em tháo ra cho nó dễ. Đợi em xíu nha mấy chế, em thay cái đầm canh mặt đi. Cho mấy chị dễ nhìn ha. Cái đầm canh mặt thì có khoảng là 60 kg, 60 kg bằng cũng được luôn nha. Ai thích body thì nhích lên chút cũng được. Đây ha. Đây là cái đầm của canh mặt đây nha. Em rộng nè. Tại vì nó là phông suông cũng được, mặt thành phông suông cũng được. Nếu mà ai mặt mặt to thì bạn thành phông body nha. Bên đây nó có hai cái hàng đinh tán nha mấy chị. Bên đây có hai cái hàng đinh tán nha. Đầm chị mặc hết rồi Mai Lê ơi. Rồi cảm ơn nha Lê Tuấn nha. Rồi ha. Rồi ai lấy cái đầm này thì comment giùm em mã số 5 đi, mã số 5 nha. Cỡ khoảng trời ơi cái này 60 kg. 60 kg bằng được nha mấy chị. 60 kg bằng vô tư luôn nha. Mã số 5. Hai cái hàng nút nhìn rất là sang. Mấy chị nhìn sang rất là đẹp luôn thôi. Đây là đầm canh mặt. Đó. Vừa không hả Phương Lan? Vừa Phương Lan ơi. Rộng lắm Phương Lan ơi, không có sập đâu. Còn cái đầm này là trên 50 kg, cho tới khoảng 62 kg á. Nằm khúc nó là mấy chị quất cái đầm này đi nha. Như canh mặt là em thắt tự nhiên lập vô nè. Không thì em xả ra ha. Đó. Nhìn cái hàng. Nếu mà mập thì bằng vừa, có bụng nó bằng vừa hơn thì nhìn xa nó cũng như vậy ha. Trời ơi con nước nhìn xa nha mấy chị. Rồi ai lấy comment cho em mã 5 nha. Đầm em đang mặc, ai lấy comment cho em mã 5 nha. Ôi có ai đang xem cho xin .. nha chị. Ôi cái đầm body này. Cái đầm body này có khoảng hả 56 kg bằng cũng được thôi nha. 56 kg. Ai có dáng chút xíu thì bận nha. Form dài nha, form này form dài luôn. Đây. Qua gối luôn nha mấy chị. Rồi mã số 5 cho Phương Lan một cái nha chị. Phương Lan bạn cứ nút giùm em. Ê coi chừng nó có khác nha nè. Cái lọt nó có đinh nút, đóng nút gì mới đẹp. Rồi lo Nguyễn Thị Tiết lấy đầm đăng mặt hả? Ok nha. Em một cái đầm đen. Nè chị, hai cái nha. Rồi lo Nguyễn Thị Tiết với lo Phương Lan nha, ok nha.
Rồi ai lấy trắng thì comment giùm em trắng nha. Cái này là body nha, body có xẻ một bên nè. Đẹp lắm, cái body này đẹp nha. Body này có khoảng 56kg bằng cũng đẹp luôn. Ai lấy thì comment giùm em là trắng đi. Trắng là body nha, 56-57kg bằng đẹp nha. Trắng 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 trắng. Rồi lên mã trắng nha mấy chị. Mã trắng thì có tướng mà bận rất là đẹp. Có ai đang xem mà chưa mua được gì cho chị già trắng cho mấy chị ơi. Ôi chị đụng cái này là hả? Chị đụng cái này là không ế lộ liêu. Len nha bạn nhài đồ. Tất cả là len nha, em bán hôm nay là len hết nha mấy chị. Tất cả là len. Rồi đây là một cái đầm xòe nha. Ai lấy thì comment giùm em là xòe đi, mã xòe nha. Đầm xòe này là form cỡ khoảng 50-52kg trở lại thôi. Đầm xòe này là form 50-52kg trở lại thôi nha. Đầm xòe đây. Lấy thì comment giùm em mã xòe nha. Nó màu xanh nha mấy chị. Nó màu xanh nha mã xòe. Mã xòe, mã xòe. Rồi nhài đô, nhài đô cho xin số điện thoại với địa chỉ cho đằng ăn mặc còn. Hết rồi hả? Em thấy nó lạ. Hết rồi, đằng ăn mặc em còn một cái nha. Còn cái nhài đô đó. Cho em xin số điện thoại với địa chỉ đi nha. Cho xin số điện thoại với địa chỉ đi. Còn cái à đúng rồi, cái canh mặt nữa nè. Riêng cái của em luôn à. Còn hai cái nha, ai lấy cái của em thì comment giùm em. Trả cái đó không nói là gì. Đúng rồi, cái đầm này là cái đầm khác. Trời ơi. Cái đầm này body đẹp lắm nha mấy chị. Cái đầm đen body này đẹp lắm nha. Cái đầm đen body này đẹp hơn nữa đó ta. Nó làm nó ở phía trước nó in gân nổi nè. Nó lên gân, thấy số điện thoại các bạn nhài đô nha. Chị nhài đô canh mặt. Rất là đẹp luôn nha. Ừ. Rồi đem thay cái này ra cho mấy chị nha. Em thay cái này ra cho mấy chị. Cái này của nhài đô lắm. Bỏ vô lại đi. Ở ngoài trước của nó làm gân 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 này mấy chị thấy không? Chất len rất là đẹp nha, mịn cực kỳ mịn luôn. Đây. Cái này là để em coi coi. Trời ơi, 60kg bằng được luôn nha mấy chị. Dao động từ khoảng 45 cho tới 60kg nha. Mờ hả mấy chị ơi? Mờ hóc ra vô lại với em đi, tại vì trời đang mưa. Trời đang mưa lắm á chị Mai Trinh ơi. Cái máy của chị mờ không? Trong mây mờ lên không mờ, chắc nó bị rung không? Bị đụng đó không? Mờ, mọi người hóc ra vô lại với em đi, trời mưa hay sao á. Trời mưa hay sao, bà Hoa Phù Dung ơi. Chị cũng quá thôi. Rồi cái đầm em đang mặc nè. Đó, em đứng gần cho mấy chị thấy nha. Cái form của nó đây, nó có đăng len á, nó không có bị đổ lông đâu ha. Đầm len này là như là lên ai khách nào cũng có mờ chứ. Cái này là cỡ khoảng 45kg cho tới 60kg bận vô tư nha. Cái đầm đen em đang mặc nè. Phối với cái gì? Phối với cái lạch đây ha. Để em cắt vô thử. Đó. Phối với cái lạch này. Em có bán lạch này nha, lạch đồng giá 50k luôn nha mấy chị ha. Mờ mờ khóc ra vô lại với em đi. Rồi. Cái đầm rất là đẹp mấy chị ơi. Xuất sắc ha. Quá đẹp. Rồi ai lấy đầm của em đang mặc thì comment giùm em mã đen đi nha. Mã đen đang mặc đi. Mã đen đang mặc cũng có mấy cái thôi. Em like mấy cái nào số lượng nhiều trước hàng tí nữa. Có một cái nào có một cái á. Mở hót ca vô lại giúp cho em đi mấy chị. Hót ca vô lại giúp cho em nha. Trời ơi bị văng ao hết rồi. Cục quy quá trời luôn. Rồi em tiếp tục cái thông to nha mấy chị. Tại nhiều người chứ các bạn ra văn không biết đường vô. Vậy như nó bị trôi. Trời ơi, cái này cực kỳ đẹp luôn nha, nhưng mà form to nha. Trời ơi, có bán lộn giá không trời. Trời ơi, 89.000. Cái này ở dưới đây nó có đuôi cá luôn nha. Ai 70kg, 60kg, 70kg thì lụm ngay cái này nha. Ai ở khoảng 60-70kg thì lụm ngay cái này, sọc đỏ. Ha, sọc đỏ, 60 cho tới 70kg. 70kg bằng cũng được luôn đó mấy chị. 70kg nhất nhất bằng được hết luôn cái này luôn nha ha. Ai nằm số ký đó từ 58 đi, 58 cho tới 70kg thì lấy cái sọc đỏ này nha. Sọc đỏ này là phơm to.
Cái sọc đỏ này đẹp lắm mấy chị. Ở dưới nó có rời một cái đuôi cá nha, đuôi cá xíp ly. Mờ quá mờ. Thế nào cũng mờ hết trơn. Cái đuôi cá xíp ly này là có khoảng 58-70kg thì lụm ngay nha mấy chị. 89k luôn. Hiếm có mấy cái đầm nào không to vậy lắm nha. Thanh em nói gì vậy con? Cái ó. Cái ó là cái gì con? Có mấy cái ó là cái gì nữa? Còn mấy cái đó hả? Cái đầm xè nó lớn lắm nha. Nó kỹ, nó chút xuống ký là rất là to nha. Rồi cái đầm đen này, cái đầm đen này 60kg bằng được luôn nha mấy chị. 50-60kg nha. Ai lấy thì comment giùm em là sọc đen sọc nha. Nó có một cái sọc đây. Sọc đây với sọc khói tay nè. Sọc đây với sọc khói tay nha ha. Đây chị Hương Trần ơi, đây đầm của em đang mặc đây. Đầm này 60kg vô tư nha. Đầm dài tay hả Thanh Kim? Đây dài cái này dài tay nha mấy chế. Đầm dài tay. Đầm dài tay nếu mà ai tròn tròn á, 50-55-60kg á, bận cái đầm này sẽ trở thành body nha, đẹp nha. Cầm tay dài nè, đen tay dài nha. Mở đen tay dài, đen tay dài. Đầm em đang mặc, trời ơi, đầm em đang mặc cái len rất là đẹp nha. Đầm suông hả Thanh Hương? Đầm đó đang bận thành đầm suông. Đầm em đang mặc á, ốm ốm là bận thành đầm suông luôn nha chị. Suông xè là gì có hết, một lát lên phơm nữa. Trời ơi, cái đầm này hôm bữa tranh nhau dầm. Xong rồi bơm ra nha. Cái hàng nút này nằm sau lưng nha mấy chị. Đây tay dài nha. Ở dưới đây có đuôi cá nha. Cái đầm này 60kg bằng cũng được luôn. Đây tay dài nha. Tay của nó là phối lưới nha. Ở dưới đây bo. Đây form của nó đây nha mấy chị. Tới gối nha. Em cam S6 mấy chị canh giùm em nha. Dạ không có kèm nịch đâu chị Hương Trần ơi. Nịch 50k riêng nha chị. Đầm em mặc tất cả hôm nay em bán là len. Chị cho em xin cái ghim là len. Đầm len đồng giá đi. Em bán len nha, tất cả là len nha chị. Hai túi nào ta? Em có cái một túi sọc và một túi sọc nhỏ nha mấy chị. Rồi nha, ai lấy cái này thì comment giùm em là tay dài đi, đen dài nha, đen tay dài nha. Không thôi nút cũng được nữa, comment giùm em mã nút đi, nút nằm sau lưng cái xè, cái bèo nằm ở dưới. Cái đó nhìn tao tưởng cái ấy hết không? Giống gì chị? Cái hai bên đây nè. Nhìn cũng như là cái túi hả? Ừ. Chóa quá hả? Đồng giá 89k, em có ghim giá nha mọi người ơi. Em có ghim giá nha. Ghim giá ở dưới á, xem giùm em cái giá ghim nha chị. Xuông có, body có, cái gì cũng có hết á mấy chế ơi. Đây một cái đầm xuông nè, đầm xuông hồng nè. Để em cái dài đỏ. Cái đen khúc sau của nhau đây mà chị, cái đen khúc sau. Đầm đuôi cá có màu khác không? Không biết, nó Quỳnh Như Nguyễn thôi. Còn okay. Có cái nào là dơ cái đó ok nha bạn nhài đô. Nhài đổ. Nhài đổ gì đâu, không thấy. Rồi cái này là có khoét một bên vai như khoét nhỏ vậy thôi nha. Một bên thôi nha, bên đây không khoét nha. Ai lấy thì comment vô em sọc hồng nha. Cái này là 45kg bận thành thông suông. Còn muốn form body á, còn muốn form body á thì có khoảng 60kg, 70kg, 65kg trên cái đầm này được luôn nha. Đen tay dài Nguyễn Thị Tuyết nè. Đen tay dài có hai loại nha Tuyết ơi. Bạn lo Nguyễn Thị Tuyết ơi. Cái đen tay dài đó có người lấy rồi, em còn cái đen tay dài này thôi nha. Lấy thì comment rõ giùm em là đen sọc đi, tại nó có sọc nha. Trời đất ơi, Lê Thủy ơi, em bán hàng 100% là hàng mới mấy chị. Đâu có vụ hàng cũ đâu mấy chị. Từ Thảo lấy cái hồng. Từ Thảo lấy cái hồng nè, cái gì Từ Thảo đi. Không có hàng cũ đâu nha chị Lê Thủy ơi. Rồi nha, em còn một cái đen tay dài đó bạn ơi, Nguyễn Thị Tuyết lấy thì comment rõ giúp em nha. Còn hồng không lấy cho chị Nguyễn Thị. Huyền Nguyễn hả? Nguyễn Huyền hả? À? Hết rồi. Từ Thảo, em lấy cái màu hồng đó cho chị Từ Thảo rồi. Thế rồi, màu hồng có cái rồi. Cái nào có nhiều cái em lấy, còn cái nào một cái là em cho được cái xếp xăm nha. Phơm này là phơm suông nè. Nếu mà ai nhỏ nhỏ như em á, thì bận thành phơm suông nha. Mấy vái vải cát, Huỳnh Như Nguyễn ơi, vải cát ngoài sao là vải công sở đồng giá 119.000 nha bạn Huỳnh Như Nguyễn. 119.000 hết, form là dao động là từ khoảng 45 cho tới 55kg bằng vừa hết nha. Đầm bánh bèo tí có nha bạn Thanh Kim. Đầm em mặc 89k Dũng Trần ơi. Rồi. Đầm xanh, ai lấy cái này comment giùm em xanh nha. Có một cái còn có một cái à, đầm xanh nha. Cổ sơ mi, cổ sơ mi.
Củ sơ mi nha, đầm xanh. Lấy thì comment đi mấy mã xanh nha. Xanh này trời, mấy cái đầm này dễ mặc lắm. Form là 65kg, 65kg từ 45 tới 65kg mấy chị bận được hết nè. Cái đầm của em mặc đó, mấy chị nào mà cỡ khoảng dao động 58kg á, bận ôm body bận đẹp lắm. Chài chị miếng thu nha. Đầm đi tiệc vậy? Marine. Dạ đầm đi tiệc chắc mang cũng like quá mấy chị. Hôm nay không like đầm đi tiệc. Rồi cái đầm màu cam nha. Đầm này là mặc vô là thành body nó sẽ đẹp hơn nha. Eye body đẹp hơn. Rồi lấy thì phần menu em mã cam nha. Cam tay dài luôn. Cái đầm này trời ơi 45kg cho tới mấy chứ ơi 60kg mà cũng được luôn nha. Nói chung là đầm bây giờ dao động 45-60kg. Ai nằm trong khoảng đó thì lụm đi mấy chị. 60kg nhít nhít hơn chút cũng được đó nha. Mã cam, ai lấy thì comment giùm em là cam nha. Cam. Cho xin chấm đi mấy chị. Bữa nay mạng bị cái gì đó, nó cứ văng ra hoài ta. Chị mới không nói gì em nha. Đâu ra mình đâu. Cam, cam là ngoài trước theo á nha. Đàm em mặc, dạ không chị Nguyễn Minh ơi. Xin chút một cái cam nè. Đàm em mặc không có đâu. Có cái mẫu nào là em dơ mẫu đó. Em cũng biết trong nó còn cái gì nữa mấy chị. Rồi cái này là cái form body nha. Cổ của nó lót, lót dạ nha. Cái này là túi giả nha mấy chị. Mặc thành form body nha. Cái này 40. Trời nó giãn dữ lắm chị ơi. 55kg, 5 cái gì 60kg vô được luôn nha. Từ 45 tới 65 đi nha. 45 tới 65kg nha. Ai lấy thì comment giùm em là túi đi nha. Nó có túi giả nè. Lấy thì comment giùm em mã túi nha. Mã túi, mã túi. 45 cho tới 65kg bạn vừa nha. Đầm đen trên canh và bạn Trần Yến ơi, đầm em có ghim giá hết mấy chị ơi. Đầm em có ghim giá dưới mấy chị xem giùm em đi, có 89.000 à. Rồi, mã túi nha. Hay là em bận vô mới thấy được ta? Bận. Ừ. Sao mạng mà chị thấy mạng bình thường mà. Chị coi thấy không? Chị coi thấy bình thường hả? Ừ. Cho xin chấm đi mấy chị, sao cứ văng ra hoài ta. Để em thay cái đầm túi này cho mấy chị xem nha. Cũng đầm đen. Ôi mấy cái len này nó giãn dữ lắm, 60kg vô được hết trơn rồi. Cầm thôi, cầm lên thôi là đã thấy nó giãn rồi. Đây là một cái tay dài nha mấy chị. Tay cực kỳ dài luôn ha. Rồi, ai lấy cái đầm này thì comment giùm em đen túi nha. Đen túi, đen túi. Ha, đen túi. Túi này túi giả không? Cái tay này là tay dài nha mấy chị. Form đó là form tay dài nha. Trời ơi, bạn vô sang lắm luôn á. Có sỉ nha bạn Xương Xương ơi. Sỉ lớn, sỉ nhỏ gì cũng có hết trơn nha. Sỉ nhỏ 20 cái, 30 cái, 500 cái cho tới 500 cái, sỉ nào cũng có nha mấy chị. Rồi, ai lấy cái này comment giùm em là túi nha. Ơ cái này là cái gì ta? Kỳ vậy ta. Sao em không thấy ai comment luôn chứ. Nó lên tới cái đầm em mặc kìa. Trời ơi đó. Em không thấy ai comment luôn ghê. Đen túi nó chí một cái nè. Ai đang xem cho xin mấy chấm đi mấy chứ ơi. Nó bị tụt view, nó bị mờ cái nó bị tụt view quá trời, nó bị khá khắc. Cho các bạn nó lại bị găng gà. Rồi ha, đen túi nha. Đen túi, comment giùm em mã đen túi đi ha. Em có giống như vậy mà màu đỏ luôn nha. Đen với đỏ luôn nha. Màu đỏ luôn nha ha. Em ơi, đen body bao nhiêu hồng thấm hả? Đen body là đen đang mặc hả? Trời ơi, có ghim giá 89.000 đó mấy chị.
89k đồng giá mấy chị ơi. Chất len này mấy chị nhận hàng mấy chị khỏi lo đi. Nó khỏi lo nha, khỏi lo nha ha. Phòng thấm đen body đằng sau, dạ đồng giá chị ơi 89.000 chị. Đồng giá nha mấy chị. 89.000 hết. Em ghi cái bài giá đồng giá để mấy khách khỏi hỏi. Rồi, hôm nay là về lên tay dài, hôm bữa nhóc người hỏi tay dài không có nha. Hôm nay về lên tay dài không? Hình. Đợi chị xíu nha em. Rồi. Đây, cái đầm này 60kg mấy chị vô cũng được luôn nha. 45 cho tới 60kg luôn nha. Lấy thì comment giùm em. Cho chị xăm, xem canh mặt nha. Vô cơ nha Hồng Thắm, đợi em chút xíu nha. Ai lấy cái đầm này comment giùm em mã số 5 nha. Mã số 5. Mã số 5 cái đầm này đây ha. Đầm này 60kg bằng cũng vừa luôn nha. 60kg bằng cũng vừa luôn nha. Đây, thấy chưa? Rất là co giãn. Cái hình này là hình thêu nha mấy chị. Đây đầm con chuột đây. Đầm con chuột. Mặc ban đêm đi tiệc sinh nhật nhẹ gì cũng đẹp nha mấy chị. Đầm con chuột sắc nách nha. Cổ với cổ chốc cơ nha ha. Lát em thay cái đầm con chuột này nha. Rồi ai lấy cái này comment giùm em số 5 nha mấy chị. Đầm canh mặt em có một cái một luôn á chị, 60kg vẫn vừa luôn nha. 60kg vẫn vừa. Canh nó đang mặc giờ em rút ra không được luôn. Kim hoa loại 120. Hôm nay em không có lo, hôm nay em không có like loại 120 chị ơi. Hôm nay em like loại 89k. Loại 120 hôm nay em không có. Không có like, để bữa nào em like nha chị Kim Hoa. Rồi. Sao mình nhắn view hay là mẹ của mình bị cái gì đó. Chắc em đổi mạng quá à. Mạng gì là sao bán buôn kìa. Hôm nay nó bị gián đoạn. Mạng không có bán buôn gì được. Không lẽ giờ nghỉ like. Có ai còn đang xem không? Cho em xin chấm lại đi mấy chị ơi. Không lẽ giờ nghỉ like trời. Mạng bên đây nó bị cái gì á. Khót ra ấy rồi. Khót ra vô lại hả? Còn sợ chị, sợ khót. Nè em còn có 18.